cô chào các em video hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học cách ghép âm và các dấu ghi thanh trong tiếng việt nhé bài học hôm nay chúng ta sẽ học cách ghép âm cờ với các âm tương ứng để tạo thành tiếng mới rồi ghép các tiếng vừa tạo được với các dấu ghi thanh đầu tiên âm cờ ghép với âm a cô sẽ được tiếng k cờ a ca ca tiếp theo cô sẽ ghép tiếng ca với các dấu ghi thanh đó là thanh sắc thanh huyền thanh hỏi thanh ngã và thanh nặng tiếng ca ghép với thanh sắc cô sẽ được tiếng cá cờ a ca sắc cá cá tự như vậy cô sẽ có các tiếng tiếp theo đó là cờ a ca huyền ca ca cờ a ca hỏi cả cả cờ a ca ngã cả cả cờ a ca nặng cả cả tiếp theo âm cờ ghép với âm o cô sẽ được tiếng co cờ o co co cô sẽ ghép tiếng co với các dấu ghi thanh, chúng ta sẽ được các tiếng tương ứng, đó là Cờ O Co Sắc Có Có Cờ O Co Huyền Cò Cò Cờ O Co Hỏi Cỏ cỏ cờ o co ngã cỏ cỏ cờ o co nặng cỏ cỏ tiếp theo âm cờ ghép với âm ô cô sẽ được tiếng cô cờ ô cô 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 sẽ ghép tiếng cô với các dấu ghi thanh chúng ta sẽ được các tiếng tương ứng đó là cờ ô cô sắc cố cố cờ ô cô huyền cô cô cờ ô cô hỏi cổ cổ cờ ô cô ngã cổ cổ cờ ô cô nặng cổ cổ Tiếp theo, âm cờ ghép với âm ơ, cô sẽ được tiếng cơ. Cờ, cờ, ơ, cơ, cơ. Cô sẽ ghép tiếng cơ với các dấu ghi thanh. Chúng ta sẽ được các tiếng tương ứng, đó là Cờ, ơ, cơ, sắc, cớ, cớ. cờ ơ cơ huyền cờ 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 ơ cơ hỏi cỡ cỡ cờ ơ cơ ngã cỡ cỡ cờ ơ, cơ nặng cỡ cỡ tiếp theo âm g ghép với âm u cô sẽ được tiếng cu cờ u cu cu cô sẽ ghép tiếng cu với các dấu ghi thanh chúng ta sẽ được các tiếng tương ứng đó là cờ u cu sắc cú cú cờ u cu huyền cù cù cờ u cu hỏi cũ cũ cờ u, cu, ngã, cũ, cũ, cờ, u, cu, nặng, cũ, cũ. Tiếp theo, âm cờ ghép với âm ư, cô sẽ được tiếng cư. cờ, ư cư cư cô sẽ ghép tiếng cư với các dấu ghi thanh chúng ta sẽ được các tiếng tương ứng đó là cờ ư cư sắc cứ cứ cờ ư cư huyền cừ cừ cờ ư cư hỏi cử cử cờ ư cư ngã cử cử cờ ư cư nặng cự cự bài học của chúng ta hôm nay đến đây là hết rồi nếu thấy video này bổ ích hãy ấn like đăng ký kênh và chia sẻ để mọi người cùng học tập nhé các bạn nhớ đón xem các video học ghép âm trong tiếng việt vào các clip sau nữa nhé xin chào và hẹn gặp lại